Ừ, đúng rồi đó. Mang về khu của tôi đi. Hắn không đến mức nguy hiểm đến độ hủy diệt đâu mà giam ở khu X. Thế thì tôi sẽ bàn bạc với mọi người kỹ lại. Ừ? Ủa, anh ta đang ngửi cái gì vậy? Wolfgang là một người sói, cho nên nó là mũi của anh ta nhạy hơn con người gấp chục lần. Có lẽ là anh ta đã cảm thấy cái mùi gì đó trên cơ thể của Zero rồi. Tôi vừa cảm nhận được một mùi hương rất là gần, bám vào người của Zero. Và đó chính là mùi của người Enderman. Chắc chắn là hắn đang giấu cái gì rồi. Bắt hắn lại. Hả? Ôi không, cậu ta gặp nguy rồi. Tôi yêu cầu cậu giơ hai tay lên. Vâng ạ. Tôi không cần biết cậu là ai và bị bắt vì lý do gì, nhưng mà tôi vừa đánh hơi được tên Zero này có mùi của cậu. Cậu hãy khai ra mau trước đó là hắn lại nói gì và đưa gì cho cậu. Thật ra thì tôi không biết cậu ta là Zero. Có thể là cậu ấy lướt qua tôi rất là nhanh cho nên mới bám mùi của tôi thôi. Chứ tôi không chẳng biết gì cả. Thật sao? Cậu có chắc chắn là không nói gì với tên Zero này chứ? Cậu nên biết rằng tôi có thể xử cậu ngay lúc này nếu như một lời nói dối thốt ra từ miệng cậu. Tôi xin thề, tôi không biết gì cả. Được rồi, hãy giữ nguyên tư thế. Lính ngục đâu? Hãy lục soát cơ thể hắn cho tôi. Rõ, thưa sếp. Yaki, tôi tin cậu, cậu không hề nói dối. Báo cáo thưa sếp, đã xong rồi ạ. À. Hắn ta không giấu gì trong người ạ. À. Vậy ư? Jasmine, hắn là tù nhân thuộc khu của cô phải không? Hắn tên gì? Yaki Natsumi, 22 tuổi, bị giam 6 tháng vì tội ăn cắp tài sản và một lần vượt ngục. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Vậy là cậu ta là cái người vượt ngục trong ngày đầu tiên hả? Cũng gọi là tài năng đó chứ. Từ trước đến giờ là chưa ai làm được. À, quên mất. Zero mới là kẻ đầu tiên vượt ngục vào ngày bị giam. Thôi được rồi, đã có một sự nhầm lẫn. Tôi xin lỗi. Có coi như đây là cậu không biết gì hết về việc này nhé. Giờ thì cậu hãy mau rời khỏi đây đi, để chúng tôi làm việc. Vâng, cảm ơn anh đã hiểu cho ạ. Tôi xin phép đi đây. Tôi biết ngay là cậu vô tội mà Yaki. Không ai biết về việc này hết trừ mình ra. Khi ấy, Zero đã đưa cho mình chiếc nhẫn và chạy đi mất. Mình không hề biết chiếc nhẫn này là gì, nhưng mình cảm giác nó là một món đồ vật quý giá và bị cấm. Khi thấy Jasmine hối hả như vậy, mình đoán rằng Zero đang bị truy đuổi. Nếu như mình giữ cái nhẫn ấy trong người thì chắc chắn là sẽ có chuyện. Mình đã nhanh trí giấu nó dưới cái gai giường ở khu mua bán của Mana, bởi vì trước sau gì mình cũng quay lại đây mua cái giường này. Với lại cũng chẳng có cái gục nào đi kiểm tra nơi này làm gì cả. Đi rồi, thấy mọi người giao tên này cho tôi nhé. Nếu hắn lại giải thoát nữa thì tôi xin nhận lại cho anh Wolfgang. Tôi cũng không chắc nữa. Tôi tự hỏi là cái tên Zero ấy có gì nguy hiểm mà cả nhà tù lại nhốn nháo lên vậy nhỉ? Hắn ta bị bắt một cách dễ dàng như thế cơ mà. Thôi đi rồi, tôi đã quyết định. Im lặng mau, ngươi cần cái gì hả? Muốn bị ăn đòn nữa à? Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng có vẻ như tôi phải chia tay mọi người tại đây rồi. Hả? Hắn nghe nói cái gì thế? Tất cả mọi người, hãy đứng sang một bên. Ôi, vui nổi gì thế? Mọi người có sao không? Tất cả đều ổn, cũng may là tôi kịp thời tạo cái lá chắn để tránh vui nổ. Trời, nhìn kìa, hắn ta đang bay lơ lửng. Hả? Cuối cùng tôi đã được tự do. Ơ kìa, hắn đã phá được cái vòng khóa kỹ năng rồi. Tất cả mọi người, đừng để cho hắn chạy thoát. Được thì cứ thử xem. Vụ nó thật là khủng khiếp. Hắn đâu rồi? Ở đằng kia kìa. Hả? Hắn đang chạy về hướng cánh cổng. Hả? Một vụ nổ ngay trước mặt cô ta. Liệu cô ta có xấu nổ không đây? Hả? Nhìn kìa. Anh Wolfgang, anh vừa đã đoàn hộ cho tôi sao? Anh không cần phải làm như vậy đâu. Hay lắm, hắn lại bị thương rồi. Bye nha, đừng có tìm tôi đấy. Hắn đã chưa qua cánh cổng, không biết là thế giới nào, nhưng mà tôi sẽ lôi hắn về đây cho bằng được.
Ở kìa anh Gosgan, anh lại bị thương mà. Anh hãy nghỉ ngơi đi. Thật là kinh khủng, mọi việc diễn ra nhanh quá. À, mà thôi kệ họ đi, đâu phải việc của chúng ta đâu. Giờ đi chơi nào. Sắp đến tới rồi các bạn ơi, hãy cùng Gia Kỳ quay kim cương chỉ với 7.000 cơ hội sở hữu 15.000 kim cương với mua vàng ưu đãi mua app Free Fire. Cùng thử vận may giá rẻ tại shopgiaky.vn. Hả? Bây giờ chúng ta phải khiêng kiệu cho cô á. Ừ, đúng vậy. Hai người của tôi có việc bận rồi, cho nên á là hai cậu sẽ thay thế cho hôm nay. Nhưng mà chúng ta đã chuẩn bị đi mua đồ rồi, để khi khác đi. Cái gì hả? Cậu dám cãi lời tiểu thư Layla à? Thôi hết cách rồi, ráng khiêng ghế cô ta đi vài vòng là được. Tại cậu chứ tại ai nữa. Có thế chứ. Sao mày nặng thế này? Sao? Ý cậu là tôi nặng hả? Đâu có, ý tôi là cái ghế này nặng quá thôi. Layla, bây giờ cậu muốn đi đâu? Tôi cũng chả biết nữa. Đợi tí nha, tôi suy nghĩ cái nào. Cô ta muốn câu giờ đi mà, chứ suy nghĩ cái gì chứ. Bây giờ tôi cảm thấy ra bụng quá. Các cậu hãy chịu khó dẫn thân đến canteen nhé. Rõ, thưa tiểu thư. Hả? Hai cậu nhìn cái gì? Cùng hô lên chúng tôi nào. Rõ, thưa tiểu thư. Rõ, rõ. Tiến lên nào các cậu ơi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nhìn lên nào mọi người, nhìn lên nào. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Isaac, cậu đi nhanh lên nào. Tôi đi nhanh hết cỡ rồi đây. Ha, cái gì mà thiếu thư xinh đẹp, công chúa cơ chứ. Nghe mắt ói. Nghe nói cô ta là con gái chủ tịch nên tất cả dàn trai ở khu A đều thích cô ta cả. Gớm, tại sao chúng ta cũng xinh đẹp, cũng là con nhà giàu mà chẳng ai để ý nhỉ. Tức thiệt. Phải tìm cách phá con Layla đó thôi. Chúng ta phải cho mọi người thấy chúng ta xinh đẹp và không có giả tạo như con nhỏ đó mới được. Bây giờ chúng ta mới có thời gian rảnh đây. À, may quá, Mana vẫn còn bán đồ. Để xem nào, mình giấu chiếc nhẫn ở đâu ta. Ô, bán cho tao cái giường này đi. Thế thì tới mua tivi nha, tại vì tivi ở trong phòng bị hỏng rồi. Cảm ơn quý khách đã mua ạ. Tạm biệt. Cái giường này nặng quá. Yaki, còn đợi một tí nha. Tới mang cái tivi lên phòng trước đã, rồi tí nữa quay lại sẽ giúp cậu sau. Dorothy này. Tớ á? Ừ, là cậu ở đấy. Cho tớ hỏi một câu có được không? Các cậu mới hỏi gì cơ? Đứa bạn cùng phòng giam với cậu ấy, tên đầy đủ là gì? Đã thấy nhớ lại nào. Cậu ấy là người Hàn Quốc. Park Layla thì phải. Mà các cậu hỏi đấy làm gì thế? À, không có gì đâu. Cậu về phòng đi. Chúc ngủ ngon nha. Ê, cậu đây nhìn nè. Tớ vừa google tên của con nhỏ Layla đó rồi. Và tớ tìm thấy tài khoản Instagram của nó. Đâu, cho xem với. Nó đó à, trong ảnh chụp cũng không khác ngoài đời nhỉ. Có vẻ như nó là hot girl Instagram rồi. Nhìn rất là tự nhiên, không có dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ. Tức thật, chúng ta không có gì để dìm hàng nó cả. Bình tĩnh nào, để tớ đào sâu về thông tin nó xem. À ha, tớ vừa phát hiện ra một thứ khá là hay ho đây. Con Layla này tiêu đời rồi. Này, cấm các người nhìn lén đấy nhé. Ai mà thèm chứ. Bởi vì chúng ta lại có tivi mới rồi. Xịn quá he. Yaki, cậu ai làm gì thế? À, không có gì đâu. Cái nhẫn đâu rồi ta? Mình nó giấu ở đây cơ mà. Cậu đang làm gì thế? Hứ, cái thằng này cứ hỏi hoài. Thôi đi rồi, tên nó nhỏ, đừng cho ai biết nhé. Chuyện là... Cái gì? Cậu lại lén giấu chiếc nhẫn mà Zero đưa cho cậu hồi sáng sao? Ồn màu quá rồi đấy. Tôi vừa nghe cái gì giấu giếm đây. Trời ạ, là có gì mà hét to lên thế? À, không có gì đâu, chúng ta tính đi ngủ thôi mà.
Thế thì lo ngủ đi, đừng có làm điều gì ngu ngốc đấy. Ta ngủ trước đây, chuyện cái nhẫn á, đã từ từ tính cũng được. Ngủ đi. Mình nhớ rất rõ là đã giấu nó ở dưới cái giường này rồi mà, không thể nào nhầm được. Có khi nào là ai đã lấy nó mất rồi không? Tù nhân học số 4, tất cả dậy đi, đã giờ ăn sáng rồi. Từ khi thay cái giường mới là mình ngủ ngon hơn hẳn. Trời ơi, cái nhẫn đâu rồi? Hả? Hay da, tôi đói bụng quá. Các anh hãy cùng tôi xuống canteen ăn sáng nhé. Ok, mọi người đâu rồi? Các anh ngủ quên à? Percy, tôi vừa ngủ dậy rồi nè. Các anh hãy lên đây đi chứ. Ok, Percy, ai đâu vậy? À, Coca, anh có biết Percy đang gặp chuyện gì không? Tránh ra đi. Ok, Mirinda. Tôi không biết cô. Seven Up. Xin lỗi, chúng ta quen nhau à? Sao bố mà họ lại lãng đắng mình chứ? Chẳng lẽ là mình đã xây phạt họ nhiều quá sao? Bọn hôm qua là cậu cãi nhau với lại bọn họ hay sao vậy? Làm gì có chứ. Hả? Mà cậu không tránh mặt tôi ư? Ồ, mấy cái người khiêng ghế cho cô hôm nay tránh mặt cô à? Tôi biết thế nào là cũng có ngày này mà. Có lẽ là do cô bóc lột lao động của họ nhiều quá nên họ rời bỏ cô đấy. Không có đâu, tôi không nghĩ họ là người như vậy đâu. Mọi người ơi, mọi người biết tin gì chưa? Tôi có một tin cực là sốc luôn. Có ai muốn nghe không? Tin gì vậy? Tin gì vậy? Kể tôi nghe đi. Được rồi, cậu hãy kể đi. Tôi đứng đây để vạch một bộ mặt giả tạo cô nữ tù nhân Layla. Hả? Cô ta tự xưng mình là con nhà giàu, con gái chủ tịch giám đốc xinh xanh của Hàn Quốc. Instagram có khoảng 1 triệu người theo dõi. Nói chung là cái gì cũng hoàn hảo cả. Nhưng đâu có ai ngờ chủ tịch xinh xanh chỉ có con trai thôi, không có con gái. Bởi vì thế Layla là kẻ nói dối mọi người. Ồ, thì ra là như vậy. Trời ơi, sốc quá. Thật là mất hình tượng quá đi. Quân công tác đã thầm thích cô ta. Đúng là mưu mô mà. Layla. Ôi kìa, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi nghĩ rằng là có gì đó khúc mắc ở đây. Để hay cô ta nào. Layla, đừng chạy nữa, bọn tôi sẽ lắng nghe cậu. Các cậu đã biết hết sự thật rồi. Tại sao lại còn chạy theo tôi nữa hả? Tôi không phải là loại người nghe gì tin nấy. Tôi nghĩ rằng là cậu có một cái chuyện gì đó đằng sau. Thật ra thì hồi trước tôi cũng không ưa gì cô lắm, nhưng vì tôi nghĩ rằng cô là một người chánh chọe. Nhưng mà khi nhìn thấy cô đòi lại tiền từ một tên trộm để trả lại cho Yaki, tôi đã có một cái nhìn khác về cô. Vấn đề không phải cậu là con của chủ tịch hay gì hết, mà do cậu đã không nói thật với mọi người. Bởi vì thế họ mới tránh mặt cậu đấy. Không, thật ra thì tôi không phải nói dối đâu. Tôi chính là con của chủ tịch đấy. Biết ngay mà hả? Thật sao? Từ nhỏ tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố tôi là giám đốc của một công ty công nghệ giàu nhất Hàn Quốc. Ông rất là yêu thương gia đình. Nhưng khi lớn thêm một tí, mẹ tôi ngoại tình. Đó chính là lý do gia đình tôi đổ vỡ và chia cắt. Sau khi chia tài sản, em trai tôi ở với bố, còn tôi ở với mẹ. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó tôi khóc rất là nhiều. Tôi muốn gia đình được trở về như xưa. Thỉnh thoảng bố ghé nhà thăm tôi, được trò chuyện với bố. Tôi thích lắm, giá như ngày xưa mà không có cuộc chia ly nào xảy ra. Thời điểm hiện tại, tôi chỉ mới tốt nghiệp trung học được 1 năm thôi. Và tôi thường xuyên dùng mạng xã hội Instagram để up ảnh. Có một thứ sai lầm là khi tôi ghi tiểu sử của mình: con gái của chủ tịch Sun San. Về mặt tình nghĩa thì tôi đúng là con gái của ông ta, nhưng về mặt xã hội, tôi không phải là con của chủ tịch. Tôi nghĩ rằng mình có hơi tham khi để tiểu sử như thế. Cũng chính vì lý do đó, tôi đã bị bắt vì tội lừa đảo người khác, mức án tù 6 tháng. Hả? Như vậy mà cũng bị bắt nữa sao? Thật ra thì nó có gì sai đâu, sao cô lại bỏ chạy chứ? Rõ ràng là sai mà. Tôi đã mượn danh tiếng của bố tôi để lừa người khác. Không sao hết. Có sai thì hãy sửa sai đi. Chắc chắn là mọi người sẽ thông cảm cho cô. Dũng cảm lên.
Buồn cười ghê á. Con nhỏ đó bị bà Trần xong chắc chạy vào một góc nào đó để khóc rồi. Đáng đời, từ nay mất luôn danh hiệu tiểu thư xinh đẹp. Ồ, thì ra là hai người có âm mưu làm hại Layla. Hả? Có thể các cậu nghĩ rằng Layla là một kẻ xấu, nhưng thật sự, kẻ xấu là các cậu đấy. Ơ, hai cái tên mê gái này, nghe xong sự thật của Layla mà tụi bay vẫn còn bên con nhỏ đó à? Ờ, chào các bạn. Thì tôi rất là xấu hổ về hành động của mình trước đó. Tôi đã khiến cho các bạn ghét tôi vì không nói ra sự thật ngay từ đầu. Nhưng mà tôi muốn thổ lộ với mọi người một điều. Cho tôi xin lỗi. Xin lỗi mọi người rất là nhiều. Tôi tưởng lấy lòng của mình. Alesso Bobo, 23 tuổi, vào tù vì tội bắt nạt người khác. Abusolele, 25 tuổi, vào tù vì tội ăn cắp mỹ phẩm trong cửa hàng. Thằng kia, mà lấy thông tin này ở đâu ra vậy? À, đã là tôi có quen một anh bạn hacker. Ây dô, tiền hack thông tin là 100 đô nhé Isaac. Thôi riết tiền ăn sáng của mình luôn rồi. Tôi yêu cầu các cậu từ nay bỏ cái thói bắt nạt người khác đi. Nếu không thì tôi sẽ tiết lộ thông tin hai cậu ra ngoài. Để có cảm giác bị xấu hổ giống Layla vậy. Tức chết đi được. Ở tự thế với. Hãy đợi đó. Đúng vậy, tôi không phải là con gái của chủ tịch. Mà sự thật, tôi chính là con gái của bố tôi. Tôi sẽ không nhận vơ nữa. Tôi sẽ sống thật với chính mình. Tôi xin lỗi mọi người, xin hãy cho tôi một cơ hội.